close till I get up. Time is barely on our side. Chào tất cả anh em trở lại kênh DHBG của mình hôm nay. Tiếp tục với game lấm lùn tiến lên thì video mình sẽ hướng dẫn qua cho anh em về xung kích đợt 2. Về xung kích đợt 2 thì nó sẽ bắt đầu lại từ ngày 30 đến ngày 36 mở server. Server anh em mở kết thúc sự kiện di vật vào chủ nhật là ngày 36 mới có. Còn server anh em mở vào ngày thứ bảy thì ngày 30 có luôn. Còn về thứ tự sự kiện hay nhờ code đầu game thì anh em cứ vào nhóm mình tên cộng đồng lấm lùn tiến lên chia sẻ nghiệm. Rồi anh em vào phần đáng chú ý, mình ghi ngay đầu. Đây đầu tiên là về phần code. Đây 2 4 6 8 code chung và một code tuần là 9. Đây thứ tự sự kiện xung kích nằm lại hàng tháng. Từ tháng thứ 2 bắt đầu sự kiện xung kích sẽ vào thứ 2 và kết thúc vào chủ nhật. Server ngày 28 vào thứ 2 đến thứ 7 thì tuần sau sẽ có luôn. Nhưng server anh em mở vào chủ nhật là phải đợi thêm một tuần nữa. Đây thứ tự. Về sự kiện xung kích thì nó sẽ có hai loại. Một là xung kích tuần 7 ngày, hai là xung kích 2 ngày. Xung kích 2 ngày thì nó sẽ từ sự kiện dùng quảng. Còn đợt đầu tiên trang viên là nó sẽ không có sự kiện xung kích 2 ngày. Nói chung là từ đợt 2 ấy, anh em cứ tính theo tuần cho mình. Tuần đầu ấy thì là trang viên, tuần thứ 2 là dùng quảng lương công nghệ. Và ngày thứ 3 trong tuần sự kiện quặng thì nó sẽ ra sự kiện thú cưới anh em dùng dây cót để lưng. Và tuần thứ 3 thì nó sẽ ra sự kiện tinh hoa vô hồn. Và ngày thứ 3 trong tuần nó sẽ ra sự kiện tiêu hao vé ngoài hành. Và cuối cùng là tuần thứ 4 nó sẽ ra tiêu hao mảnh di vật. Và ngày thứ 3 trong tuần nó sẽ ra tiêu hao vé kỹ năng. Nói chung là về game này anh em cấy để ý tích cho mình tinh hoa vô hồn ngày 15 đến ngày 21. Nhiều anh em tính là đợi ra thực hiện trước hôm ra mắt anh em sẽ trùng sinh lại vô hồn, nhưng mà như này 99% là không được, còn 1% phải đợi ngày mai anh em siêu cú ra sự kiện tinh hoa mới biết được. Nói chung là bản chung là không được rồi, bản Việt mình nghĩ cũng vậy thôi, tại vì đợt 1 anh em tách hai trùng sinh ra thì nó không được, nhưng mà trước sự kiện thì vẫn chưa ai thử. Nói chung game này có phải test mới biết anh em ơi. Mặc dù biết là 99% nhưng mà vẫn phải test. Nói chung là ngày mai là biết em ơi. Và nó sẽ có sự kiện là tiêu vé đồng hành cộng với kỹ năng. Về cái này anh em cày mình thấy anh em cứ tích đi, đợi ra sự kiện anh em quay một thể. Mặc dù mấy sự kiện vé quay hay là thú cưới thì gần như là anh em sẽ không được top 1 đến top 5. Anh em chủ yếu là kiếm top 10 thôi. Nhưng mà anh em chú ý cho mình, quà top sự kiện là xung kích 2 ngày, quà nó không ngon như 7 ngày. Anh em cày có tối ưu mình thấy anh em chỉ cần chú ý cho mình sự kiện 7 ngày thôi. 2 ngày anh em chỉ cần vào top 10. Về dây cót cộng với vé quay ấy, đều dùng kim cương. Mở cái máy phở đi kim cương rất là nhiều, anh em làm cũng được phở đi cần đấy, anh em còn làm thêm nữa. Chưa kể anh em mua thêm ô quý các thứ, nói chung là kim cương của anh em làm rất là nhiều luôn. Anh em cày mà tích được 300 thì anh em lạp tích cũng phải được tầm 1-2 triệu, nói chung là chênh rất là nhiều. Và anh em mới chơi đừng quên kéo xuống vài bài viết. Mấy cái cơ bản là có hết rồi, như bài viết phù ma được khí mình vừa ra 17 giờ trước. Phù ma này mình nhớ là ngày 27 server mở. Đây về tính năng kết hôn thân mật này. Bài viết mình test tượng này. 2 liên 2 tấn công 1 bạo, 3 tấn công 2 liên. 2 tấn công, 2 liên, 1 HP, 3 liên cộng với 2 tấn công. Và thì chắc mình sẽ ghim luôn cái bài câu hỏi đạt tập. Anh em để ý nhóm của mình cũng biết. 2 ngày hôm trước thì mình có siêu tầm lại và mình nhờ anh em xem thiếu câu gì hay là sai câu gì để mình sửa lại. Đây mình cập nhật lúc 12h06, 21 tháng 4. Đây anh em chú ý cho mình. Nói chung là về câu hỏi này chắc mình phải làm tầm đôi tháng thì may ra xong. Lọc từng đáp án đúng cộng với thêm mấy câu chưa có. Nói chung là anh em mới thì chú ý cho mình về phần đáng chú ý. Đây, chắc là mình sẽ lưu luôn cái link đáng chú ý cho anh em dễ tìm. Ok. Về sự kiện anh em theo dõi nhóm hay kênh của mình cũng biết. Đây, CEO mình thì sau một tuần so với anh em CEO cũ, tuần này chỉ là trang viên thôi. Anh em CEO cũ là sự kiện quạng hồi. Về sự kiện trang viên này, bây giờ hiện tại đa số nếu mà server anh em mà không có đại gia
Thì rau quả tầm 1 triệu đến 1 triệu 2 là anh em sẽ được vào top 1. 1 triệu thì anh em cấy chay mở tích chuẩn là cũng được. Nhưng mà 1 triệu 2 anh em phải tối ưu. À này của mình ấy, để cho anh em xem luôn. Về phần gia viên bình thường là mình chỉ mua có 4 phân thôi. Tức là đến 480. Mà trong mấy ngày thực hiện mình mua qua mốc 480 là đến mốc 700. Tức là một ngày mình tốn thêm 500. 7 ngày là 3k dưới. Tính ra cũng tốn không quá nhiều. Và anh em mới chú ý cho mình, anh em mở hên cộng với sự kiện mở ra nhiều hạt ấy, dư quá nhiều hạt với phân thì phân anh em có thể mua thêm một lần. Còn là về tính phân bê hạt, anh em cứ tính cho mình tỷ lệ một hạt bằng 4 phân, dư hạt thiếu phân thì anh em mua thêm một lần phân 4 ngày, còn là dư phân thiếu hạt thì anh em cứ mua 4 phân 4 ngày. Đây vé quay mình cũng đã tích được 8.795 đồng hành cộng với 7.100 vé cái lăng đồng hành nó ra trước. Đến sự kiện đồng hành cứ cho là 10k vé, điểm thì đến 7k3, tức là còn là 700 nữa là lên 8.000. Mà quay vé kỹ năng cầu vui đồng hành, khi anh em lên level 13 thì nó sẽ có bảo hiểm không ra hồng thì 5.000 vé chắc chắn nó sẽ ra. Tức là arc này của mình nếu mà ăn bảo hiểm là sẽ được hai lần. Nếu mà có khô máu thêm kim cương, tôi mình nhớ nào, hình như là 5.000 vé thì nó bằng với gần 90k kim cương phải ấy. Đúng rồi, gần 90k. Nếu mà mình khô máu thêm hai vòng là đốt 180k. Còn là về đốt hay không thì hên xui em ơi. Tại vì nó đến sự kiện J-Code, phần trăm cao là mình sẽ xả đủ top 10. Kể cả có xả full kim cương thì mình vẫn cứ xả ấy. Tại vì game này ấy, thần thú cộng với thần khí nó tăng rất là nhiều mày. Như thần khí cấp 27 nó tăng tận 27.000% chỉ số rất là nhiều anh em ơi. Game này mấy cái dây cốt hay là thần khí anh em tốn nhiều hơn thật, mà chỉ số anh em cũng nhiều hơn. Thần khí này mình không nhớ là mỗi 10 level hay là 20 level thì nó tăng đột biến. Ví dụ như cái này mình nhớ từ level 40 lên 41 nó tăng gần 4.000% chỉ số rất là nhiều anh em ơi. Hay là như thú cưới này ấy, mình nhớ lên bậc 6 là nó trên 20k. Hình như là 6 bậc 2 là 23k phải ấy. Và game này anh em chú ý cho mình về phần lực chiến ảo ấy. Ví dụ như là thú này ấy, cái này mình ví dụ nhưng mà không phải thực tế ấy, mình không nhớ rõ là được bao nhiêu chiến. Ví dụ như hiện tại bây giờ mình lưng lên được 300% thì nó tăng thêm 80k. Nhưng mà ấy, khi mà nó tăng thêm 1.000, 2.000 hay là thậm chí 3.000% thì phần lực chiến nó trên không nhiều, kéo khi nó còn bằng lực chiến với cái 300%. Nên là về phần lực chiến game này nó khá là ảo, anh em đừng có để ý quá nhiều. Ví dụ như là mình lưng lên bậc 5 được 2 triệu chiến, còn anh em lưng lên bậc 6 chỉ có 2 triệu 2 thôi. Nhưng mà ấy, 2 triệu 2 đấy với 2 triệu của mình nó chênh gấp 4-5 lần chỉ số đấy. Nói chung là về chỉ số anh em đừng so, anh em phải so thuộc tính các thứ nữa. Game này lực chiến khá ảo. Nhưng mà trong công nghệ này ấy, mình nhớ mình lưng cái đồng hành đây 1.000k và cái bên dưới này 800k. Anh em đợi tí là mình thu hoạch rau quả đã. 2000 years later. Giờ này mình tối ưu cũng sắp hết hạt rồi em ơi. Nói chung bây giờ anh em ở top dưới mà có rau là mình sẽ rất top, không nào lên nổi trừ khi là lạc. Mà này mình cày chay thì chắc chắn là không làm rồi. Mình nhớ 2 ngày hôm trước bạn top 2 này chỉ chênh mình có 100k thôi. Mà đấy mình không rõ là bạn ấy xả hết chưa. Nếu mà xả hết chỉ chênh có 100k. Mà hiện tại hôm nay bạn chênh mình gần 200k. Nếu mà bạn không tối ưu ấy, thì chắc là vẫn còn tầm 50 đến 100k. Còn riêng bạn mà tối ưu thì chắc cũng xấp xỉ tầm 200k. Còn nếu bạn này mà tích từ trước lứa là mình sẽ rất tốt. Nói chung là game này khá là đông, nên là kiểu gì cũng có anh em tích, kiểu gì cũng có anh em đợi đến cuối sự kiện mới xả ấy. Kiểu như là chênh không nhiều, anh em sẽ đợi còn 1 đến 2 phút, anh em xem lên được không. Lên được thì anh em xả, không lên được thì anh em tích đợt sau. Còn là về trang viên này anh em cày, nếu mà tối ưu được thì em cố gắng tối ưu để đua top trang viên đợt 2. Còn từ đợt 3 anh em lạp đều biết hết rồi.
Nhưng mà chắc anh em chỉ cần làm đủ vòng, rồi anh em tích đợi khi nào được top 1 anh em xả ấy. Và có khá nhiều anh em có hỏi mình là có nên bỏ sự kiện xung kích, anh em tích khô máu, đợi khi nào được top 1 anh em xả. Về phần này nếu mà quà 4 vòng đó là búa thì mình thấy không lên. Còn là về 10k mảnh di vật thì anh em có thể khô máu. Tính ra ấy, nó chênh tí kim cương, bỏ qua thì kim cương không bao nhiêu, bé quay cũng chênh không nhiều. Mà 40k mảnh di vật thì nó không phải là quá nhiều. Còn về bảng xếp hạng quá ấy, thì chắc chỉ ngoài đá ra nó ngon thôi, còn lại nó quá bình thường. Mày top 1 thì được có 4k kim cương, 200 vé em, 100 ao dây cót cờ với lì xì. Tính ra quà không ngon, chủ yếu là anh em lấy đá lên. Sự kiện có mảnh di vật anh em có thể khô máu, còn sự kiện búa thì anh em không lên, tại vì búa thần khí nó tăng rất là nhiều, anh em cố gắng tối ưu kiếm thì về sau mới ngon được. Còn về sự kiện quặng ấy thì anh em đợt 2 đừng có không lưng nhá. Nhiều anh em tích quặng không lưng, cái này không lên. Như mình đã nói, từ đợt 2 trở lên anh em chỉ cần tích vé tăng tốc cho mình thôi. Còn lưng anh em cứ lưng tà tà mình, tại vì lên cao ấy, đá thì nó vẫn tốn như là khoang trước, nhưng mà CD nó gấp 3 lần. Đây như mình lưng cái này mình nhớ là tốn 60k quặng, mà nó CD hơn 2 ngày, thế nhà 49 hay là 50 tiếng rồi đấy. Nói chung là 2 ngày em ơi, 60k 2 ngày. Mà giờ một ngày anh em mà không mua khoan mấy cuốc thì đào xương xương cũng được tầm 60k. Chưa kể anh em còn là mua thêm mấy cuốc trong chiến nhân giới nữa. Còn về sự kiện tinh hoa vô hồn như mình đã nói, là anh em cố gắng tích tinh hoa, đợi ra sự kiện anh em xả nó sẽ ok hơn. Đấy rồi anh em cày chú ý cho mình về sự kiện. Thôi ok, mình xin kết thúc đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.